Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio đã mắt được xuống tay. Và ngày hôm nay em sẽ nói đến một cái chức năng, đó là TBS, hay người ta còn gọi là tua băng nhớ bài hay là tua băng auto stop. Trước khi đi vào đến cái vấn đề chính thì rất mong anh em hãy bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất cũng như là những cái bài review, đánh giá cũng như là giới thiệu tất cả những cái tính năng của những cái dòng máy nghe nhạc xưa. Đối với tất cả những chiếc máy cassette mà có chữ TBS nằm ngay chỗ đây, ví dụ như con máy này thì có cái chữ TBS nằm đây hoặc là TBS nằm đây, và thường thì nó sẽ có một cái chữ TBS nằm ở nguyên một cái cụm tua băng và bấm play. Thì cái chức năng này sẽ giúp cho người dùng thao tác một cách nhanh chóng hơn, không cần phải ngồi canh, nó tự động auto stop luôn. Ví dụ như làm quên chuyện vắng xa cơ, nó trở về lại cái bài hát đầu tiên và nó tự động auto stop và hát luôn, rất là hay, rất là thuận tiện luôn. Ví dụ chúng ta bấm tới ha, nó sẽ qua đi một cái bài mới. Thấy không? Trở lại một cái bài hát mới luôn, rất hay. Em không thích nghe bài này, em bấm xem một cái bài khác. Bắt đầu một bài hát khác luôn. Với chức năng này chúng ta sẽ rất là dễ dàng để chúng ta có thể tăng cái trải nghiệm chúng ta lên, không cần phải nhất thiết phải bấm bài, sau đó bắt đầu bấm play xem thử là bài hát nó đã qua chưa, bấm tiếp, chúng ta sẽ trở về là bấm play cho xem như nào. Không, với chức năng này, TBS này, thì nó sẽ khắc phục toàn bộ tất cả cái sự việc đó, không cần phải nhất thiết chúng ta phải canh cái băng nó qua chưa. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em.